nó ra chương trình đó là nó nhiễm qua trứng, trứng qua xích lốp, xích lốp qua cá, cá sau đó người ta ăn sống qua nhiễm mọi người. Và nó đẻ ra các trứng, trứng rớt và trứng rớt, sau đó trứng nở ra, trứng nở ra ấu trùng lông, sau đó ấu trùng lông di chuyển và bị xích lốp và rút. Đây là xích lốp. Đây xin đó mới đúng. Thì trong cơ thể xin đó sẽ biến thành rồ sạc quý. Sau đó con xin đó sẽ bị xin đó cá ăn, cá ăn xin đó. Cá đây là cá hồi, cá măng. Thì con cơ thể cá nó biến thành Lerosacuit hoặc là phạm cơ đinh có hình sâu. Thế người ta sẽ gấp ra. Chúng ta thấy rất hình rất giống con sâu. Sau đó chúng ta ăn phải thịt có cái loại ra bà cơ đông này thì sẽ trở thành ánh sáng, được thành trong rừng. À, và chương trình chúng ta làm như đó. Thứ nhất sáng dạy heo. Còn cái cộng đồng mà nhiễm sáng dạy heo người ta lại thuộc ba yếu tố sau đây. Thứ nhất đó, là do cái thói quen. Thói quen những người đó là ăn thịt heo không nấu chín. Ví dụ anh em như Việt Nam cái này chúng ta rất thích ăn nên. Cái thứ hai là có thói quen thứ hai là đi tiêu thì đi ra ngoài đồng. Và thứ ba là thả heo rông. Thành ra cái bệnh sáng cho heo á, thường ở đâu thả heo rông không? Ở miền núi. Thành ra cái tỷ lệ nhiễm ở miền núi cao hơn tỷ lệ nhiễm ở đồng bằng. Thì người ta thấy tỷ lệ nhiễm ở miền núi khoảng 16%. Và tỷ lệ nhiễm ở đồng bằng khoảng thì 0.1, từ 1 đến 2. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta ước lượng khoảng chừng 2.5 triệu người nhiễm sán giả heo trưởng thành trong ruộng và 50 triệu nhiễm ấu trùng sán giả heo. Bệnh phân bố khắp nơi trên thế giới, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ là trên. Châu Á thì nằm ở Trung Quốc, Ấn Độ diễn heo không? Có. Ấn Độ có diễn heo không? Ấn Độ ăn heo mà diễn heo tỷ. Có những người mà theo đạo Hồi á, người ta thấy những người theo đạo Hồi hoặc là những người do Thái giáo không mắc bệnh. Ở trong khi có các trường như là Tha Chăn Gia, Chăn Gia, Chăn Gia Quê và Tốt Tình Đen. Cái Tha Chăn Gia này biết cho Phi trường này có gì hả không? Cái dùng ta dân nha, cái phi này có một cái thói quen đó. Cái tập tục của ta là nếu như chúng ta mà xanh ra da trắng, tức là bị bệnh tàn, bệnh tàn á, thì người ta sẽ giết hết. Bởi vì ta nói là đó là sinh ra quỷ. Và cái da đi da da là đây dùng chứ. Và vùng này á, cũng là chuyển nhiễm sang da cho cái giới dùng đi da da. Mà đây là Ghana. Đi da da là nơi nơi gì không? Nơi tập trung khủng bố gọi là Gogora nhớ không? Gogora cách đây mấy năm đó thì đem đến giết dân chúng khoảng 2.000 người và bắn chết hết. Là dân chúng chạy lọt qua vùng Cháp hoặc là Campuchia hoặc là đi qua vùng Niger. Đó là hai vùng. Vùng ở đây là những vùng nhiễm sắc da. Ngoài ra ở châu Mỹ Latin đó, như ở đây là gì? Mexico, Colombia, Brazil, Peru, vân vân. Đây là những cái gì? Như vậy ta thấy là nhiễm khắp thế giới.
sang Nhật Bản thì nhiễm sang bà thì ở Việt Nam á tỷ lệ nhiễm ở cái nó là tầm cao hơn miền núi là do người ta đang khỏe tái khỏe tái và hiện nay trên thế giới ước lượng khoảng chừng 40-60 triệu người nhiễm sang Nhật Bản và ở khắp thế giới Việt Nam ở châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ Latin. Sang Nhật Bản khoảng chừng 20 triệu tập trung cùng khắp nơi nhưng chủ yếu là ví dụ châu Á. Châu Á ví dụ như Nhật Bản người ta ăn những món như là sushi hoặc là các dùng ở Bắc Âu. Đây là gì? Na Uy, Thụy Điển, và đây là Việt Phần Lan. Hoặc là ở vùng Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Thì người ta thường ăn cái món đó, hai cái món mà dễ gây bị nhiễm sán cá đó là món sạc vít. Món này người ta lấy cái con cá sắc mỏng ra, mình sắc mỏng xong rồi bỏ với con canh, ép uống với con canh xong rồi bỏ các cái loại gia vị như rau thơm, tiêu vân vân. Sau đó người ta ăn. Thì trong quá trình làm như vậy thì ấu trùng vẫn không chết. Thứ hai là món cặp tasico. Thì lấy thịt cá sắc mỏng xong rồi uống với nước cam và dầu ô liu bỏ vô cho nó nặng và ăn. Thì như vậy thì uống và để làm như vậy ấu trùng vẫn không chết thì cũng dễ bị nhiễm. Về lâm sàng, thứ nhất lâm sàng đối với bệnh sán da heo, sán da bò. Theo em, một người ăn thịt heo mắc bệnh sán da heo, ăn phở mắc bệnh sán da bò, bệnh nào sẽ nguy hiểm? Heo. Đứng về mặt lý thuyết, thì bệnh sán da bò nguy hiểm bởi vì con sán da bò nó dài hơn, nó hút dinh dưỡng nhiều hơn. Nhưng mà thực tế người ta thấy như thế này, nếu như mình mắc bệnh, nói như khỏe trẻ như em mắc bệnh sán da bò, mình ăn uống đầy đủ chẳng có bị nhiễm gì cả. Con sán da heo, sán da bò có thể sống với mình khoảng chừng 25 năm nó ở xuống đây. Tuy nhiên một số trường hợp nếu như trong những lúc mà chúng ta ăn thiếu chất thì con sán da heo cái bào của nó có cái nắp nó bám vào ruột thì lúc đó nó sẽ cố gắng trường bào để tìm những cái chất thì lúc đó cái nắp của nó bám sâu vào trong ruột nó đâm chỉnh tạo thành cái lỗ trên cái ruột non và do đó cái dịch chất từ trong ruột nó theo khúc mạc ra ngoài gây gì gây men khúc mạc. Cái thứ hai là trong trường hợp sán ở lâu lắm chúng ta không sủa thì càng ngày sán sẽ dài ra lúc đầu 2 mét sau là dài dần 3-4 mét đến 8 mét v.v. thì lúc này nó dài nó đụng vào cái van ở chỗ ruột thừa van hồng manh nó gây đau hố bụng phải rất dễ lầm với trường hợp đau ruột thừa. Ngoài ra cái độc tố của sán trong quá trình nó sống thì nó tạo các độc tố và cái độc nó xả ra các độc tố thì độc tố này chỉ phát động trên những người già yếu và trẻ em. Thứ nhất đối với người già nó gây rối loạn giác quan đó là thường cái mắt người ta nhìn mờ hoặc là cái tai người ta giảm tính trực đi. Thứ hai là rối loạn tim mạch là con tim mạch đập nhanh tim đập nhanh đôi khi nó xuống. Thứ ba là rối loạn thần kinh thì ở người già thường được rối loạn thần kinh đó là cái tính tình người ta thay đổi khó chịu nhưng mà ở con trẻ em đó, nó gây động kinh co giật. Thứ tư là rối loạn hô hấp nó gây khó thở dặn em và rối loạn ở da nó gây ngứa gây dị ứng và tôi đi đổi về đây đó là các trường hợp này là do tối của sáng thứ hai là bệnh ấu trùng sáng dễ em thì thường á triệu chứng thì khi mà mới chỉ có ấu trùng sáng heo này triệu chứng không có sai cho đến khi mà con ấu trùng bắt đầu chết thì khi ấu trùng bắt đầu chết thì nó phóng thích ra nhiều cái kháng nguyên lúc đó cơ thể phản ứng tạo ra các triệu chứng rất trầm trọng thì như nói hồi nãy khi mà chúng ta nuốt phải cái trứng thì nó vào trong dạ dày xong rồi dạ dày nó làm vỡ nó làm cho cái cỏ tan rã phóng thích ra phôi phôi xuyên qua thành ruột vào hệ tuần hoàn đến dưới da cơ mắt và hệ thần kinh thì trong bốn vị trí này hệ thần kinh bao gồm não và cuộc sống thì nó chiếm ở bờ não khoảng 80% đa số là ở não
ở Bắc khoảng chừng 1-2%, với da cơ khoảng 5-7%. Như vậy khi vào ăn phải rau có trứng, chúng ta thường bệnh hệ thần kinh là những đa số. Và thứ nhất là coi tình trạng thể dưới da, thì từ khi một người mà ăn phải rau có trứng thì nó sẽ xuất hiện ở dưới da một cái đốt khoảng chừng 7 tháng, có trường hợp 2 tháng rưỡi, có trường hợp 7 tháng tùy nha. Thì lúc đó dưới da mà sờ thường là 2 tháng rưỡi có thể thấy như vậy. Thì chúng ta thấy cái đốt này nếu dùng cái tay bóp nhẹ thấy cái này hơi cứng, cái kích thước nó to bằng giống như cái hạt đậu xanh, lắc thì nó di động và bệnh nhân cũng không đau đâu. Đây là cái thể dưới da, ở dưới da của một bệnh nhân nhiễm hốt trùng ở bệnh viện đới đặt ra thì thế dưới da đó chúng ta không, nếu không điều trị gì thì khoảng chừng 1-1.5 năm nó bắt đầu nó quay vô thể ăn cơ. Thể ăn cơ thường cũng không có triệu chứng, trừ trường hợp nó làm phồng cơ, nó làm cho bệnh nhân đau cơ. Đây là một trường hợp trực xuất quan vô tình phát hiện có nhiều ấu trùng đã quay vô. Tại sao ấu trùng nhiều vậy? Mỗi cái đốm trắng này là một trứng dây ra. Ở đây có phải do người ta ăn nhiều trứng một lúc không? Mà thực tế đây là trường hợp, một số trường hợp nguy hiểm là thay vì các đốt trái heo sau khi tấp đốt tự động theo phân ra ngoài thì không vô tình các vô động ruột đẩy ngược nó lên dạ dày. Thì như vậy một cái đốt trái heo khoảng chừng 30-50 ngàn trứng nó sẽ được phóng thích, sau đó nó đốt tan rã và cái vỏ ngoài của chúng ta đã phóng thích phôi, thì lúc đó phôi sẽ xâm nhập vào mạch máu và đến các nơi trong đó cơ nó tạo ra. Thường đây là một người thứ ba, và ở cơ cũng khoảng từ 1.5-2 năm sau nó mới thôi. Ở mắt, thấy ở mắt thì thường nếu như ấu trùng ở mắt rất tồn tại khá lâu, khoảng 20 năm, thì thứ nhất nó có cái vị trí ở hốc mắt. Khi mà ở vị trí hốc mắt á, nó đẩy cái nhãn cầu á ra ngoài, nó làm lồi mắt hoặc là nó đẩy nhảy qua một bên, người ta có cảm giác như thế, bệnh nhân thường là đau đớn chảy nước mắt. Thứ hai là ở mi mắt kết mạc giác mạc, bệnh nhân sẽ bị giảm thị lực, đôi khi giảm thị trường, bệnh nhân đau và chảy nước mắt. Thứ ba là nó có thể ấu trùng này có thể ở trong phân, nó lên thể hoặc võng mạc. Nguy hiểm nhất là ấu trùng nằm trên võng mạc các vùng ở vùng trị giác, thì bệnh nhân sẵn có thể bị mù. Cái thứ tư là thể bệnh ở hệ thần kinh trung ương, người ta chia làm hai nhóm. Thứ nhất, thần kinh trung ương có hai nơi, đó là não và cột sống. Và thứ nhất là nó thể ở não. Ở não có thể ký sinh ở màng não và nhu mô não. Thì thứ nhất, ký sinh ở màng não tức là nó nằm ở trên cái màng não. Khi mà nó ký sinh trên màng não á thì nó làm gì? Nó gây ngang màng não, ngang màng não đưa đến tắc dẫn dịch ở tủy, bệnh nhân sẽ tăng áp lực nội sọ, gây nhức đầu và đau mỏi. Trong trường hợp mà cái ấu trùng này chúng phải nó nằm, nó chúng phải các cái dây thần kinh sọ, nó gây ví dụ thần kinh mắt hoặc thần kinh tai vật, nó sẽ làm cho giảm tính lực hoặc là nhịp mờ. Thứ hai là trong trường hợp nhu mô não thì triệu chứng nó khá trầm trọng, đó là thứ nhất bệnh nhân đau đầu mà tiếng tiết đầu rất là dữ dội. Thứ hai nữa là bệnh nhân động kinh, đây là hai triệu chứng thường gặp nhất trong trường hợp ấu trùng nằm trong nhu mô não. Thứ ba là triệu chứng về vận động, bệnh nhân bị liệt, có thể liệt nửa người hoặc là liệt hai chi nhớ. Thứ ba là về tâm thần, bệnh nhân rối loạn tâm thần, biểu hiện bằng các triệu chứng như là trầm cảm, lo âu, sợ sệt. Đó là ở nhu mô não. Đây là bệnh ở nhu mô não. Và thường ở nhu mô não á thì chung đây là cái ấu trùng và nó làm phù não. Đây là phù não. Cái thứ ba là có thể ký sinh trên não thất.
đảo thân thứ nhất nó tí sinh trên đảo thấp bốn, đây là vùng đảo thấp bốn. Thì đặc biệt ở vùng đảo thấp thì cái ấu trùng nó tí sinh nó tạo một cái bướu giống như bướu con cuốn. Thì người ta thấy là trong một số vị trí mà của con người nằm thế này thì đôi khi cái ấu trùng nó bích đi cái đường di chuyển của đường thở thủy, lúc này bệnh nhân sẽ bắt đầu dữ dội, sau đó bệnh nhân ngồi dậy trở lại thì nhức đầu, thì lúc đó dịch nó lại thông thương và bệnh nhân sẽ hết nhức đầu. Vì vậy khi nhiễm ba đau cấp bốn người ta có đặc điểm là đau đầu đột ngột, lúc cao lúc không. Nhưng mà nguy hiểm nhất đó, đó là trường hợp cái ấu trùng đó nó kẹt vào cái khe này, nó ngăn chặn luôn không cho dịch đảo thủy thông thương giữa đảo thấp 3 và đảo thấp 4, lúc đó bệnh nhân sẽ chết đột ngột. Cái thứ tư, ở đảo thấp có thể đảo thấp 4, cái thứ ba có thể nằm ở trên cái đảo thấp 3, đây ấu trùng nằm trên đảo thấp 3. Thì khi mà ấu trùng ký sinh trên đảo thấp 3 thì có hai cái vấn đề chính, đó là đó. Thứ nhất, vùng này chi phối vận động cho nên nó gây rối loạn cương lực cơ. Đó là cương lực cơ là gì? Đó là sự mất phối hợp điều hòa giữa cái não và cái thể sống, cho nên bệnh nhân cái biểu hiện các triệu chứng bên ngoài đó gì, quẹo cổ vào một bên, bệnh nhân thấy quẹo cổ vào một bên. Thứ hai nữa là mắt nhắm chặt hoặc có người đang co giật mí mắt, hoặc là tự nhiên có người tay chân nó co rắp lại, thì đó là những triệu chứng mà cố trùng nằm trên não thứ ba. Thứ hai về tâm thần, người ta bị suy sụp tinh thần, cảm thấy thứ nhất là giảm tập trung suy nghĩ không được, thứ hai là giảm đi cái thông thức giao tiếp, thứ ba là nhức đầu khó ngủ. Trong trường hợp ký sinh ở mạch máu não thì nó có thể gây thứ nhất là thiếu máu não, thứ hai là có thể làm vỡ mạch máu não gây tai biến, bệnh nhân sẽ bị hôn mê, liệt giữa người, ác khẩu, vân vân. Đó là ở não, còn ở cột sống. Thứ nhất, trong trường hợp ấu trùng ký sinh ở cái cột sống ở các cá sĩ của trên đó, ở vùng trên thì bệnh nhân sẽ điềm tứ chi, điềm ở hai tay và hai chân. Còn trong trường hợp nó ký sinh ở đường tủy thấp đó, thì bệnh nhân sẽ điềm hai chi dưới và rối loạn tiểu tiện. Cái thể thứ năm là thể lan tỏa. Đây là thể thường gặp trong trường hợp tự nhiễm khi mà cái đốt sáng bị đẩy ngược lên dạ dày. Lúc này bệnh nhân có thể bị bệnh ở não, ở da, ở mắt vân vân, và đây là trường hợp nguy hiểm. Ngoài ra người ta có một số thấy có một số trường hợp khi ăn phải cái trứng đó, nó chỉ ở cơ quan nội tạng, đặc biệt đó là nó ở tim, nó gây cho bệnh nhân tim đập nhanh, yếu, ngất xỉu. Và một số trường hợp nhiễm nhưng mà không có triệu chứng gì cả, thường gặp nhất đó là bệnh nhân nhiễm ở vùng não thấp bên, hai cái não thấp bên, nếu nhiễm nó lên cái thành não thấp này, bệnh nhân thường không có triệu chứng. Thứ hai nữa là nhiễm vào dưới mặt nhờ, thì hai trường hợp này thường không có triệu chứng. Sáng dậy cá, về triệu chứng sáng dậy cá thì tương đối giống sáng dậy heo, nhưng mà nó tức là người đôi khi đau bụng, không phải đau bụng, nhưng mà đặc biệt nhất là nó gây thiếu máu. Thì nói thẳng nhé, thiếu máu là do con sáng này nó hấp thu vitamin B12 và B9. Tất cả hầu như cái vitamin B12-B9 mà người ta ăn vào gọi là sáng đều hấp thu đó, cho nên thiếu chất để tổng hợp cầu. Thứ hai nữa là trong quá trình mà con sáng nó ký sinh đó, thì nó ăn cái vitamin B12-B9 và đồng thời nó tiết ra cái loại độc tố đó là lysolecithin. Cái độc tố này nó làm cho các bạn hồng cầu độ bền nó kém đi, do đó gây tan máu, và chính hai yếu tố này làm cho thiếu máu ác tính. Cái nhái, thứ nhất là người ta giả nhái đắp lên mắt thì khoảng 10 ngày sau mắt sưng, thứ nhất sưng đau mắt rất dữ dội, giảm thị lực, giảm thị trường, và bệnh nhân có thể mù. Còn trường hợp thứ hai
nếu chúng ta đun nước qua súp lớn hoặc ăn gánh ăn ớt có tạng cây lông thì tạng cây lông xuyên qua cái thành ruột đến ký sinh ở các nơi như dưới da gây các vết loét hoặc đến nào có gây gây mầm não từ mầm thì ta gấp mỗi gấp con tạng cây lông về cảnh báo dựa vào đặc điểm dịch tễ lâm sàng và xét nghiệm thì thứ nhất xét nghiệm phát gieo bằng hai cách. Cách thứ nhất là người ta mình xét nghiệm phân thấy cái đốt đó mình định danh nó ra. Cách thứ hai là khi mà người ta cái đốt bớt ra thì đi qua cái cây dòng mờ mơ đó, thì nó cây dòng mờ mơ nó bớt bởi cái đốt đi dính dính trên cái rìa thì người ta sử dụng hai cái băng keo dán hai bên rìa vô xong mình gỡ ra dán lên băng keo. Thì trong đồ hình này đôi khi vô tình chúng ta có thể phát hiện được cái gì mà để chỉ chứng có thể chúng ta đánh giá phát hiện mấy anh chị làm chứng của mình có bị như thế nào. Cái thứ hai là sáng dễ bò thì nó bò chúng ta rất dễ đó là lượng cái đốt lên chúng ta thấy nó di động sau đó chúng ta coi cái đặc điểm của đốt sáng dễ cá thì tìm chứng một phần. Còn trường hợp mắc bệnh ấu trùng sán gieo, đây là bệnh có cảnh báo người ta thứ nhất. Nó trên não người ta xét thì dịch ở tủy thì thấy rồi đi nó tăng. Thứ hai, sau đó nghi ngờ người ta dùng cái cảnh báo Elisa. Elisa là để phát hiện kháng lại kháng ấu trùng sán gieo. Thì cái cách trong cảnh báo này nó là huyết thanh hoặc là dịch ở tủy. Cọc hút gì cho tự nhiên chúng ta thấy. Cái thứ ba là sử dụng cái hình ảnh đọc đó là MRI và CT scan. Thì khi mà đang còn sống á, đây cái đen là chung quanh đó thuộc phù phù não và triệu chứng là do phù não gây ra. Và thứ hai là đang bắt đầu thoái hóa, lúc này nó có hình dẫn, đây là lúc triệu chứng nặng nề nhất xảy ra. Lúc này da nang bắt đầu nó tiết nó thoái hóa thì các protein của ấu trùng sán bắt đầu nó thải ra chung quanh cái não, nó làm cơ thể phản ứng và gây triệu chứng rất trầm trọng. Thì thường cái nang thoái hóa khoảng chừng sau từ lúc ăn phải cái ấu trùng cho đến lúc nó thoái hóa khoảng chừng 5 đến 6 năm. Nếu triệu chứng bệnh nhân không triệu chứng để không điều trị gì thì khoảng 10 năm sau nó cần phải vô. Thứ hai là nang quá vô, chúng ta sẽ thấy các đốm đen. Nang quá vô này là do chúng ta điều trị hoặc là không điều trị như nó ở một số vị trí đó. Không có gây nguy hiểm thì sau đó người làm sao quá vô. Về điều trị sáng giả hồi xưa chúng ta dùng ở công ty, nhưng mà các cái loại lấy từ các tinh chất lấy này nó có một số tác dụng phụ cho nên bây giờ nó ít sử dụng. Hiện nay người ta sử dụng cái hạt bí rợ tươi. Thì cái hạt bí rợ ở đây là một loại rất tốt, rất tác dụng phụ và nó có hoạt chất là fibrolysin. Cái loại này nó làm cho con sán tê liệt. Thì sau đó thì dùng thuốc sổ uống cái đẩy ra. Và bên ngoài môi trường đó là cái fulvitem uống chừng 30ml. Thứ hai là niclosamid. Đây là cái sán ức chế chuyển chuyển hóa của nó ức chế ATP của con sán làm cho sán mất năng lượng. Thường liều dùng là 4 viên. Và thứ ba là Brachycanthel. Liều của nó là 10mg một ký. Thì trong các loại này Brachycanthel tỏ ra hiệu quả nhất. Cái này giết khán giả khoảng chừng là kết quả 99%, cái này mà 90-95%. Ngoài ra người ta có thể sử dụng của albendazole, nhưng mà cái hiệu quả nó thấp hơn khoảng 80%. Và điều lưu ý đó là trước khi sử dụng cho bệnh nhân giết sán phải cho bệnh nhân uống thuốc chống tháo đó là Comtagene để chống trường hợp cái nhu động bụng nó để ngược lên. Và theo dõi điều trị sau 3 tháng, nếu còn đốt chúng ta tăng liều thì nó đôi. Thứ hai là điều trị bến khẩu. Cái bệnh ấu trùng sán gieo có rất nhiều thuốc. Thứ nhất, hai loại thuốc đó là Brachycanthel và Albendazole. Nhưng mà đối với bệnh
con sáng giải trong ruột á thì sử dụng lysine canh theo rất tốt, nhưng mà đối với não á thì người ta khuyên sử dụng anthracnone, bởi vì cái radical này nó giết sáng rất nhanh, nó phóng thích ra cái kháng nguyên nhiều, cho nên cái phản ứng rất là nguy hiểm. Còn anthracnone này nó giết chậm, nó giết từ từ, cho nên cái kháng nguyên cũng cấu trúc sáng giết nó chán chậm, như vậy nó phóng thích cái kháng nguyên nó cũng chậm đi và cái triệu chứng nó không có trầm trọng. Và người ta theo cái dexamethasone và dextromethorphan để cho tăng hiệu quả của cái thuốc đặc hiệu và đồng thời giảm phù não. Nếu bệnh nhân động kinh thì sử dụng phenytoin hoặc là tâm thần là người đặc hiệu. Sau này các em đi về động viên động kinh sẽ có các bạn rõ. Điều trị sốt dạ cá thì giống như điều trị sốt dạ heo, nhưng mà phải bổ sung vitamin B12. Thường thì tùy theo là thiếu máu nhiều mới, nếu như thiếu máu ít ta bổ sung mỗi tuần 100 gamma, nhưng mà thiếu máu nhiều mỗi tuần phải được 1000 gamma cho đến khi ta đếm bằng cầu trở lại là 4000, 3000, 4000. Sang nhái thì chúng ta sẽ bổ gấp sáng lại. Và cái tiếp chúng ta học luôn đó là chúng ta đã học 4 phần sáng giải rồi, hai cái ấu trùng là xích vi sạch quýt rồi và hoặc cái đông rồi, bây giờ còn một cái đó là hepatitis. Như vậy hepatitis là bệnh do con Aegyanococcus granulosis, con này đây là như nói là kích thước rất nhỏ 6 mm, nó có cái đầu có lốc non, lốc trưởng thành là lốc già. Đây con này chủ yếu ký sinh trên con cá và con mèo, ngoài ra có số loại khác như là nó sói, trồn v.v. Và khi con chó con mèo nó có những ký sinh con cái con sáng này thì cái tố thứ ba nó vỡ ra, nó vỡ trong lòng ruột, xong rồi bị cái lòng ruột của chó mèo nó vỡ, nó vỡ ra xong rồi trứng nó sẽ phân ra ngoài, trứng sẽ phân ra ngoài, nó rớt ra ngoài lòng cỏ v.v. các loại khác, thì ký chủ của nó đó là con cừu, trâu, bò ăn phải cái trứng này. Thì vào trong ruột dạ dày của con này ấy, thì nó xuyên qua, thì nó cái vỏ này tan ra, nó phóng thích ra phôi, phôi xuyên ra cái bắp ruột đến mạch máu hoặc mạch máu hoặc là mạch bạch huyết đến các cơ quan như gan, phổi của các ký chủ trong da này, tạo thành cái nang gọi là hepatitis hay hepatitis. Sau đó người ta nuôi thì người ta sẽ các cái nơi tập thịt đó, người ta sẽ lấy thịt nhưng mà cừu không quân thịt cừu, nhưng mà bò lại bỏ gan, bỏ phổi đẩy cho con chó ra, cho chó ăn thì chó ăn chúng phải gan phổi nó đang đi ra tiếp thì nó sẽ thành con trưởng thành độ vài tháng sau trong con chó kèm. Thì cái nang của tích này một điều đặc biệt, cái nang này chứa rất mỗi cái đồng ấu trùng, cái nang này có thể chứa triệu con rất nhiều, mỗi cái đầu này là trở thành một xe, cho nên chó mèo cái ruột nó chứa cả mấy ngàn cái ấu cái con sáng thôi. Nhà người nhiễm bằng cách nào? Người nhiễm á thường bây giờ người ta nuôi thú cưng, nuôi thú cưng, mà đặc biệt nếu mà người ta lại thương chó mèo, người ta mua các loại lồng á, gan phổi cho con chó này, và khi chó nó vào đây nó bị nhiễm, thì đặc biệt khi mà nó cái con sáng này nó vào ở trong này nó đốt để trứng thì nó phóng chất ra trứng, để đồng thời số chất tiết, cái chất tiết này nó làm ngứa hồng môn con chó rất dữ dội, cho nên người ta nó ngứa hồng môn nó liếm xong rồi mình ôm chờ nó liếm của mình. Thì lúc đó trứng từ con chó thì nhiễm vào thì vào con người, nó sẽ xuyên qua cái bắp ruột và nó đến khắp nơi trong cơ thể và gây bệnh. Đây là các cái nang mà người ta nó gây bệnh, và đây là các cái nang hepatitis. Dịch tễ mấy em sẽ tự coi có, và chủ yếu là người thú, đa số thường gặp ở những người thú chăn cừu mà dùng cá để đuổi cừu. Ở Peru người ta thấy người mà chăn cừu anh nghĩ là nhiễm đến 32% và thú gần 80% chó. Về lâm sàng sau khi mà
nó xuyên qua cái thành bắt buộc rồi nó đến các nơi ở người chủ yếu nó đến gan là chính 86 là cấu trùng đến gan, thứ hai là nó đến phổi và các vị trí khác thì nó ít hơn. Như vậy đây là chủ yếu gan và phổi. Thì gan và phổi nó sẽ gây triệu chứng viêm gan, viêm phổi và vân. Lúc đó chúng ta chụp gan ra sử dụng lâm sàng khách quan và chẩn đoán cái sự kiện, chúng ta dùng kỹ thuật ELISA để phát hiện cán và thấy cán cấu trùng sáng và đường nhận ra. Thì ở trên tiên gan nếu nhiễm đó chúng ta thấy đây là những khối hình bầu dục hoặc tròn giới hạn rất rõ giữa elastic và mô gan xung quanh, và cái elastic này có nhiều kích thước khác nhau. Đây là trường hợp bệnh lý gan. Ở phổi chúng ta chụp X quang thì thấy bệnh nhân trên phổi có những cái giống như bong bóng trên phổi. Đây là cái đặc điểm để chẩn đoán và điều trị. Thì nếu như phẫu thuật được thì người ta nói là phải bơm bọt lên vào trong cái nang elastic 10% để chờ 5 phút để cho cái ống trùng chết. Và khi mà lưu ý một điều là khám đối với bệnh nhân này tuyệt đối không khám mạnh, ấn nó bể nang là bệnh nhân đưa đến sốc phản vệ, bệnh nhân sẽ chết. Về điều trị đây là ngoại khoa, còn nội khoa thì người ta sử dụng hiện nay trên thế giới là dùng hai thuốc kết hợp, đó là albendazole liều này uống liên tục mỗi ngày trong 28 ngày và cái ronfenthrin uống mỗi tuần 2 lần với liều như thế này. Đây là tuần 1, nghỉ 2 tuần chúng ta uống tiếp tuần 2, nghỉ 2 tuần uống tiếp tuần 3. Đây là loại sáng khó chịu mạnh nhất trong cái loại sáng. Và con chó, đây là thuốc cho chó uống rồng ta lây ra lớp viên vườn của các bạn ấy. Nhớ là điều trị đây là thuốc cho chó, đây là thuốc cho rồng ta. Chó thành ra nhiều khi nhân tại dưới cung nó nhiều khi không đi học hết, cũng đây là thuốc cho người mua cho người uống, nó không tác dụng uống cho chó. Thuốc này chỉ tác dụng khi mà không sáng không buồn thôi, cho nên nhớ như mà mình cũng làm đúng thứ cho người với số bạn không đi học, cũng là đây là thuốc cho người để đôi trẻ uống. Thì dự phòng chúng ta sẽ kiểm soát là sát sinh, không cho chó ăn các cái và thứ hai là chó uống thường xuyên thuốc sổ thường 4 tháng một lần và vệ sinh cá nhân chúng ta không nên ôm chó. Và bây giờ chúng ta đến đây chúng biết cũng luôn ha.